Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà chủ quan. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường đối mặt với những lựa chọn nhỏ nhặt giữa việc thiện và ác. Những hành động như nhặt rác, giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hay đơn giản là chia sẻ một nụ cười đều có vẻ không mấy quan trọng và dễ bị bỏ qua. Ngược lại, đôi khi chúng ta làm những điều xấu nhỏ như nói dối hay cư xử ích kỷ mà không nghĩ rằng chúng có thể gây ra tác động lớn. Triết lý Phật giáo nhấn mạnh rằng mỗi hành động, dù nhỏ hay lớn, đều tạo ra nghiệp và ảnh hưởng đến cuộc sống của ta và người khác. Câu nói đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà chủ quan là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc thực hiện những hành động thiện dù rất nhỏ và cẩn thận với cả những điều ác nhỏ. Bài tiểu luận này sẽ giải thích và chứng minh ý nghĩa của câu nói này từ góc nhìn Phật giáo, thông qua những ví dụ thực tế về việc thiện và ác trong đời sống. Ý nghĩa của việc thiện và việc ác trong triết lý Phật giáo. Phật giáo nhìn nhận mọi hành động của con người dựa trên hai khía cạnh chính, thiện và ác. Thiện ác không chỉ được xác định qua hành động cụ thể mà còn qua tâm niệm. Một hành động thiện không chỉ bao gồm việc giúp đỡ người khác mà còn là những suy nghĩ, ý niệm tích cực. Ngược lại, việc ác không chỉ là những việc làm gây hại cho người khác mà còn là những suy nghĩ ích kỷ, tham lam, sân si. Luật nhân quả là một trong những nguyên tắc cốt lõi trong triết lý Phật giáo. Mọi hành động, dù nhỏ bé hay lớn lao, đều mang theo hậu quả của nó. Ví dụ, một người giúp đỡ một đứa trẻ lạc đường có thể không nhận lại lợi ích ngay lập tức, nhưng lòng từ bi của họ sẽ được bồi đắp và tạo nên hạnh phúc trong dài hạn. Ngược lại, một việc ác nhỏ như việc chê bai hay nói xấu người khác có thể không gây ra hậu quả ngay tức thì, nhưng dần dần tích tụ nghiệp xấu và tạo ra khổ đau cho người thực hiện. Trong triết lý Phật giáo, việc thiện nhỏ không chỉ là nền tảng cho những việc thiện lớn, mà còn giúp con người rèn luyện lòng từ bi, hỷ xả. Ngay cả những hành động nhỏ bé như cho người ăn xin một chút tiền hay nhặt một mẩu rác trên đường cũng đóng góp vào việc hình thành tâm thiện và giảm thiểu nghiệp ác. Trái lại, dù là một hành động ác nhỏ, nếu không kiểm soát và để cho tâm ác phát triển, sẽ dần dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Tầm quan trọng của việc không bỏ qua việc thiện nhỏ. Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội thực hiện những hành động vĩ đại để giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, các hành động nhỏ như nhường ghế cho người già, giúp đỡ người gặp khó khăn, hoặc thậm chí chỉ là an ủi một ai đó, đều có giá trị to lớn. Tích lũy những hành động này, con người dần dần tạo nên thói quen sống thiện lành. Ví dụ, câu chuyện của Dejeti, một nhà văn và nhà diễn thuyết nổi tiếng thế giới, đã chia sẻ rằng những hành động nhỏ mà anh thực hiện hàng ngày, như viết một lá thư động viên cho bạn bè hay giúp đỡ người khác bằng những cử chỉ nhỏ, đã giúp anh xây dựng sự kết nối sâu sắc với những người xung quanh. Chính từ những hành động thiện nhỏ này, anh đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người thông qua những buổi diễn thuyết và bài viết của mình. Không chỉ vậy, những hành động thiện nhỏ mang lại sự thanh thản trong tâm hồn và giúp chúng ta sống trong hiện tại. Khi bạn giúp đỡ ai đó, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, bạn không chỉ làm việc thiện cho người khác mà còn nuôi dưỡng lòng từ bi và hỷ xả trong tâm hồn mình. Điều này không chỉ giúp giảm bớt căng thẳng mà còn mang lại niềm vui và sự mãn nguyện từ việc giúp đỡ người khác. Hơn nữa, khi chúng ta thực hiện những việc thiện nhỏ thường xuyên, chúng tạo nên sự tích lũy tốt trong tâm thức và giảm đi những nghiệp xấu. Nếu mỗi ngày chúng ta đều thực hiện một hành động thiện nhỏ, dù là trong suy nghĩ hay hành động, tâm thức của chúng ta sẽ được bồi đắp bởi những giá trị tích cực. Từ đó, cuộc sống sẽ trở nên an lạc và hạnh phúc hơn. Nguy hiểm của việc chủ quan với việc ác nhỏ. Ngược lại, việc ác dù nhỏ cũng tiềm ẩn những hậu quả nghiêm trọng nếu không được kiểm soát. Nhiều người thường nghĩ rằng những việc làm ác nhỏ như nói dối để tránh phiền phức hay ích kỷ trong những tình huống nhỏ sẽ không gây ra hại lớn. Tuy nhiên, Phật giáo cho rằng việc ác nhỏ, nếu lặp đi lặp lại và tích lũy theo thời gian, sẽ tạo ra nghiệp nặng và ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân và người khác. Lấy ví dụ từ sự kiện Bernie Madoff, một nhà đầu tư nổi tiếng ở Mỹ, đã thực hiện những hành động gian lận tài chính nhỏ trong nhiều năm trước khi vụ lừa đảo khổng lồ của ông bị phanh phui. Ban đầu, những hành vi gian dối của Madoff chỉ là những điều nhỏ nhặt với mục đích kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, vì không kiểm soát, những hành động này đã dần dần tích tụ và dẫn đến một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử. Điều này cho thấy rằng những việc ác nhỏ nếu không được kiểm soát sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, việc chủ quan với những việc ác nhỏ không chỉ gây hại cho bản thân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng và xã hội. Một hành vi thiếu đạo đức, dù nhỏ, cũng có thể lan truyền và tạo ra những tác động xấu trong cộng đồng. Khi một người thường xuyên thực hiện những hành động ác nhỏ, họ sẽ trở nên chai lì và mất đi sự tỉnh thức. Điều này dẫn đến việc dễ dàng thực hiện những hành động ác lớn hơn trong tương lai. Việc chủ quan với việc ác nhỏ cũng là một yếu tố dẫn đến sự lặp lại và gia tăng những hành vi tiêu cực. Khi chúng ta không nhận ra tác động của những hành động ác nhỏ,
chúng sẽ trở thành thói quen và tiếp tục lan rộng. Cân bằng giữa thiện và ác trong cuộc sống hàng ngày. Để duy trì một cuộc sống hài hòa và an lạc theo triết lý Phật giáo, việc giữ cân bằng giữa thiện và ác là điều vô cùng quan trọng. Sự tỉnh thức và nhận thức rõ ràng về hành động của bản thân giúp chúng ta phân biệt được đâu là việc thiện, đâu là việc ác, ngay cả trong những tình huống nhỏ nhất. Sự tỉnh thức giúp phân biệt thiện và ác trong từng hành động nhỏ. Trong triết lý Phật giáo, sự tỉnh thức không chỉ là việc giữ cho tâm trí luôn tập trung vào hiện tại mà còn là khả năng nhận diện rõ ràng các động cơ và hậu quả của hành động. Ví dụ, việc hành thiện nhỏ như nhường đường cho người khác khi tham gia giao thông không chỉ là một cử chỉ lịch sự mà còn phản ánh lòng từ bi và tôn trọng đối với người khác. Ngược lại, hành vi cá nhân như cắt đứt dòng xe để được đi trước có thể không chỉ gây nguy hiểm mà còn thể hiện sự ích kỷ. Tỉnh thức giúp chúng ta nhận ra sự khác biệt này và điều chỉnh hành vi phù hợp. Thực hành tâm từ bi để ngăn ngừa việc ác dù nhỏ nhất. Tâm từ bi trong Phật giáo không chỉ là sự yêu thương và chăm sóc đối với người khác mà còn là sự kiểm soát đối với những ý niệm xấu trong tâm trí. Khi chúng ta thực hành tâm từ bi, chúng ta sẽ tự động tránh xa những hành vi ác dù là nhỏ nhất, như việc không nói xấu người khác hoặc không ganh tị với thành công của người khác. Ví dụ, các thiền sư và các bậc thầy Phật giáo thường xuyên thực hành sự tỉnh thức và từ bi trong từng hành động của mình, giúp họ duy trì sự hài hòa trong mối quan hệ với người khác và trong bản thân. Tạo thói quen hành thiện mỗi ngày, bắt đầu từ việc nhỏ. Thực hành thiện là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Bắt đầu từ những việc nhỏ như việc nhặt rác trên đường phố, giúp đỡ người gặp khó khăn hay đơn giản là mỉm cười với người lạ, có thể tạo ra một thói quen hành thiện tích cực. Ví dụ, việc tổ chức các hoạt động từ thiện tại địa phương, dù là những sự kiện nhỏ, có thể ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng và tạo ra môi trường sống tích cực hơn. Quan sát và học hỏi từ hành động của bản thân và người khác. Việc quan sát các hành động của chính mình và của người khác giúp chúng ta học hỏi và điều chỉnh hành vi của mình. Theo Phật giáo, việc học hỏi từ những người có phẩm hạnh cao quý có thể giúp chúng ta phát triển những phẩm chất tốt và tránh xa những hành động xấu. Ví dụ, việc theo dõi và học hỏi từ các bậc thầy và những người sống theo đạo đức cao thường giúp chúng ta củng cố lòng từ bi và trí tuệ. Từ bỏ việc ác nhỏ bằng cách kiểm soát tâm ý và hành vi. Kiểm soát tâm ý và hành vi là bước quan trọng trong việc từ bỏ việc ác nhỏ. Việc thực hành thiền định và tự quán chiếu giúp chúng ta nhận diện và loại bỏ những ý nghĩ xấu xa trước khi chúng trở thành hành động. Ví dụ, trong quá trình thiền tập, chúng ta có thể học cách kiểm soát những ý nghĩ tiêu cực và thay thế chúng bằng những suy nghĩ tích cực và từ bi. Giá trị lâu dài của việc làm thiện và ngăn ngừa việc ác. Việc thực hiện hành thiện và ngăn ngừa việc ác không chỉ mang lại lợi ích tức thời mà còn có giá trị lâu dài trong cuộc sống. Theo triết lý Phật giáo, việc làm thiện và tránh việc ác là những yếu tố quan trọng giúp chúng ta tiến gần đến sự giải thoát khỏi luân hồi đau khổ. Việc thiện dù nhỏ cũng góp phần xây dựng nhân cách và đạo đức. Những hành động thiện nhỏ như giúp đỡ người khác, chia sẻ và lòng từ bi đều góp phần xây dựng nhân cách và đạo đức của chúng ta. Ví dụ, nhà lãnh đạo Nelson Mandela, mặc dù không thể giải quyết tất cả các vấn đề của đất nước ngay lập tức, đã thực hiện nhiều hành động thiện nhỏ nhằm thúc đẩy hòa bình và sự đoàn kết. Những hành động này không chỉ giúp ông xây dựng uy tín và nhân cách của mình mà còn tạo nên ảnh hưởng tích cực trong xã hội. Hành động thiện sẽ mang lại bình an, hạnh phúc cho cả bản thân và người khác. Việc thực hành những hành động thiện thường xuyên giúp chúng ta cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện và giúp đỡ người khác có xu hướng cảm thấy hạnh phúc và an lạc hơn. Ví dụ, các tổ chức từ thiện toàn cầu như GetGod hay UNICEF đã chứng minh rằng việc giúp đỡ người khác mang lại lợi ích không chỉ cho người nhận mà còn cho người cho đi. Ngăn chặn việc ác giúp giảm bớt khổ đau và tiêu trừ nghiệp xấu. Theo triết lý Phật giáo, việc tránh xa những hành động ác giúp giảm bớt khổ đau và tiêu trừ nghiệp xấu. Khi chúng ta ngăn chặn việc ác nhỏ, chúng ta bảo vệ bản thân khỏi những hậu quả tiêu cực trong tương lai. Ví dụ, việc giữ gìn lối sống đạo đức và tránh xa các hành vi xấu đã giúp nhiều cá nhân vượt qua khổ đau và đạt được sự giải thoát nội tâm. Việc thiện và ác là gốc rễ cho sự tái sinh và luân hồi trong Phật giáo. Trong Phật giáo, hành động thiện và ác không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại mà còn định hình sự tái sinh trong các kiếp sau. Việc tích lũy nghiệp tốt qua hành động thiện sẽ dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc hơn trong tương lai, trong khi việc tích lũy nghiệp xấu sẽ dẫn đến khổ đau. Hành động nhỏ, khi tích lũy qua thời gian, sẽ góp phần tạo nên sự giải thoát khỏi luân hồi đau khổ. Việc thực hiện những hành động thiện nhỏ đều góp phần vào sự tiến bộ trong việc giải thoát khỏi luân hồi. Những hành động thiện này tạo ra một cơ sở vững chắc cho sự phát triển tinh thần và đạt được giác ngộ. Ví dụ, nhiều bậc thầy Phật giáo đã khuyên rằng việc thực hành thiện dù nhỏ nhặt là bước đầu để đạt đến sự giải thoát và giác ngộ. Câu nói đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà chủ quan nhấn mạnh sự quan trọng của việc thực hiện các hành động thiện và tránh xa việc ác.
không chỉ trong các tình huống lớn mà còn trong những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Triết lý Phật giáo dạy chúng ta rằng mỗi hành động, dù nhỏ hay lớn, đều có ảnh hưởng sâu rộng và đóng góp vào sự hình thành nghiệp và nhân cách của chúng ta. Hành động thiện, dù nhỏ, có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực không chỉ trong cuộc sống của chính chúng ta mà còn trong cộng đồng và xã hội. Ngược lại, việc ác nhỏ nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng tiêu cực lâu dài. Những bài học từ triết lý Phật giáo về việc thực hiện thiện và ngăn ngừa ác không chỉ giúp chúng ta sống một cuộc sống tốt đẹp hơn mà còn mở ra con đường hướng tới sự giải thoát và giác ngộ. Thực hành từ bi và tỉnh thức trong từng hành động nhỏ giúp chúng ta đạt được sự hài hòa, bình an và hạnh phúc, đồng thời góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.